Ồ, chưa 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 chưa, vậy là mình phải bật cái này lại nè. Đó. Tên tên. Ồ, gần mở rồi. Đóng cái này lại. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Suzuki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước thì mình đã xây được ngôi nhà hiện đại rồi. Và trong thời gian giữa hai tập mình cũng đã trang trí thêm ở đây một cái lá súng nè. Và bên trong thì mình sẽ trang trí bằng một cặp giường để chúng ta có thể ngủ qua đêm, một cái rương để có thể chứa một ít đồ và gắn một ít tranh vào. Và đây chính là cái tivi mình làm. Mình không biết có giống tivi không nhưng mà mình sẽ trang trí như vậy. Nếu các bạn thấy không giống ấy thì đừng quên góp ý để mình sửa lại cái tivi này nha. Và đây là những cái lò nung để chúng ta có thể nung đồ nè. Và bên đây là một cái kiểu như là cái tủ lạnh vậy đấy, mình có thể lấy thức ăn ở đây ra nè. Buốt. Nó sẽ bắn thức ăn ra các bạn ơi. Mình chỉ cần lại đây và lấy thôi. Đó, rất là ui. Tuyệt chưa, tuyệt chưa. Rồi giờ mình sẽ trả lại đây nha. Rồi cho nó vô đây đi. Ổng rồi, ổng rồi. Cho ít vô đây. Và phía trên ấy thì mình cũng trang trí thêm một ít bằng những cái bức tranh nào, và đây cũng như là cái bàn vậy đấy. Và ngoài này là cái chỗ kiểu như là hóng mát thôi. Đó, mình đã làm ở tập trước rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ xây một cái ngôi đền các bạn ơi. Tại vì ở những tập trước thì mình cũng đã giết rồng rồi và đem cái quả trứng rồng cũng như là đầu rồng về. Thành ra trong ngày hôm nay thì mình phải xây một ngôi đền kiểu như là để thờ lại rồng Ender các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong ấy để lấy vật liệu nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng một ít cái loại đá cuội nè. Cũng như là đá nhẵn. Đá nhẵn thì mình chủ yếu là mình đổi ra gạch đá thôi ấy. Gạch đá để coi. Gạch đá mình còn nè. Mình sẽ lấy gạch đá luôn cho tiết kiệm nha. Và một ít cầu thang gạch đá nè. Ngoài ra mình còn phải sử dụng đá andesite luôn. Mình có khá là nhiều đá andesite nè. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài và bắt đầu xây thôi. Khu vực xây thì mình sẽ xây giữa cái hồ này một xíu để tránh bị những con zombie hay creeper làm phiền nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xây thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đặt những cái cầu thang gạch đá này trước đi. Ở đây là cái đường đi lên nè. Mình sẽ canh ở chính giữa nha. Cái này là 1, 2, 3, 4, cách khoảng 4 ô ấy. Rồi mình sẽ làm một cái đặt một block trước nè. Đó, cách ra bao nữa đặt tiếp một block. Và đây chính là cái cầu thang đi lên nè các bạn ơi. Đây, búp búp và trèo lên đây. Đó, làm đối diện ở bên đây luôn nha. Đây, mình sẽ đặt trước ở đây và cách ra ba ô đặt tiếp một block. Tương tự ở bên trái và bên phải luôn. Đó là 1, 2, 3, 4, đặt một block nè, cách 3 ô, đặt một block. Và đối diện bên đây là chúng ta đã làm được cái phần cầu thang ở bốn hướng rồi. Mình sẽ làm cái đường đi lên là ở bốn hướng luôn nha. Rồi ở đây mình sẽ cắm đuốc lên để cho nó sáng một xíu, đừng có spawn quái ra các bạn ơi. Ở đây và ở bên đây. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ đặt tiếp mấy cái cầu thang vào thôi để chúng ta có thể di chuyển đi lên ấy. Và quả trứng rồng thì mình sẽ đặt ở chính giữa này nhưng mà ở trên cao một xíu chứ không có ở dưới thấp đâu. Đó, lên đây và mình sẽ đi lên khoảng một lần nữa để cho nó cao hẳn luôn nha. Trong lúc mình đang chuẩn bị vật liệu xây dựng thì có một toán cướp lại của mình nữa các bạn ơi. Bây giờ mình phải chiến đấu rồi. Đánh người nè. Rồi lần này chắc mình sẽ trả thù đợt hổm luôn. Tại vì đợt trước mình bị bọn này đánh rất là đau các bạn ơi. Mình ngõm tới mấy lần luôn ấy. Lần này mình sẽ phải trả thù mới được. Đó, giờ mình sẽ xây xong cái ngôi đền đi. Rồi mình sẽ kích hoạt cái hướng điểm xấu này lên rồi tiêu diệt hết bọn chúng nha. Đó, không để bị ăn hành như lần trước nữa đâu. Lần này mình đã mạnh hơn rồi mà. Rồi, đánh nốt cái tên cuối cùng này luôn. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục xây nha. Và đánh những cái tên cướp này thì mình sẽ được thêm ít emerald này, rất là tiện luôn. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần trung tâm của ngôi đền nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt những cái gạch đá được đục nè, đặt ở bốn góc. Sau đó mình sẽ đặt những cái cột trụ thạch anh lên trên khoảng 2 ô đi. Đó, cột khoảng 2 ô thôi. 2 và 2. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu viền cho cái cột nha. Mình sẽ đặt những cái cầu thang thạch anh úp ngược lại như thế này nè. Các bạn nên đặt ở bốn góc luôn để nhìn cho cái cột nó được đẹp hơn ấy. Rồi ở đây cũng như là ở bên đây. Đó, thế là xong cái phần cột rồi. Bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu làm phần mái cho ngôi đền. Mình sẽ trèo lên trên một xíu nè. Và sau đó mình sẽ cái này còn thiếu nữa. Đặt vào đây, đặt vào đây. Sau đó mình sẽ kéo cái trụ này lên thêm khoảng một ô nữa đi. Đó, để chúng ta có thể làm được phần mái nha. Cái này mình còn thiếu một ô nè. Đặt nốt luôn. Rồi tương tự ở bên đây và ở bên đây. Sau đó mình sẽ làm phần mái bằng những cái cầu thang đá andesite nha. Mình thấy đá andesite mình có khá là nhiều này.
Và cái đá phiên bản mới này thì nhìn nó cũng đẹp hơn các bạn ơi, rất là nổi bật để chúng ta làm phần mái luôn. Thành ra mình sẽ chọn loại đá này để làm phần mái nha. Rồi sau đó các bạn bao quanh cái khu vực này luôn nè. Đó, dài qua bên đây, ui ui, bên đây và ở bên đây. Các bạn nên chế tạo thêm một cái slab nữa để làm cho cái phần mái nó được nổi bật hơn ấy. Một xíu mình sẽ đặt những cái slab ở phía trên luôn nha. Ủa ở đây mình còn thiếu một cái nè. Mình sẽ đập cái này ra. Hồi nãy đặt ở đây nhầm nè các bạn ơi. Rồi nó rớt dưới mất tiêu rồi. Giờ mình sẽ trèo xuống dưới rồi lấy lên đặt nốt luôn nha. Trèo lên một cái và đặt nốt vô trong đây. Ui da, đặt vô trong đây. Để mình nhìn coi coi có ổn chưa cái đã. Mình thấy ở những cái góc như thế này nè, mình sẽ sửa lại cái cầu thang một xíu, mình sẽ ấp ngược lại giống như cái phần viền của trụ luôn thì nó sẽ nổi bật hơn ấy. Đây ở đây mình sẽ đập ra và mình sẽ ấp ngược lại như thế này. Úp. Nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều luôn. Đây đây, tương tự ở đây luôn nha. Ở mỗi trụ thì chúng ta được ấp ngược lại những cái cầu thang Andesite như thế này nè. Đặt lại. Đó, và ở góc thì chắc mình sẽ đập ra luôn đi. Ở góc nếu mình viền qua thì nó sẽ nhìn hơi kỳ các bạn ơi. Mình sẽ đập ra ở mấy cái góc luôn nha. Đặt ngược lại, đặt ngược lại, đặt ngược lại như thế này nè. Và ở bên đây nữa. Búp. Và tương tự ở đây luôn. Đó, vậy là xong rồi. Tiếp theo mình sẽ ốp những cái cầu cái slab lên đây là chúng ta đã có thể hoàn thành được cái phần mái của ngôi đền rồi. Và này, giờ mình sẽ cầm cái đuốc lên đi để cho các bạn dễ nhìn cái đã. Rồi tiếp theo mình sẽ ốp những cái slab lên trên nha. Và cái phần mái phía trên này chắc mình sẽ ốp lại bằng đá cuội đi nhờ. Đó, chứ để gì thì nó nhìn hơi trống các bạn ơi. Đây mình sẽ ốp lại bằng đá cuội hết luôn nha. Ở chính giữa thì mình sẽ chừa lại để một xíu mình còn trèo lên trên nữa. Rồi cắm đuốc ở mấy chỗ này nè để cho nó sáng lên cái đã. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt những cái slab bằng đá andesite lên nha. Đây mình sẽ đặt lên đây. Ổn không ta? Ok, mình sẽ đặt lên luôn đi. Rồi sau đó mình sẽ làm cái ô trung tâm. Ô trung tâm thì mình sẽ đặt một cái đèn đi nhờ. Hiện tại thì chắc mình chỉ có thể làm được cái đèn đá phát sáng thôi. Tại vì mấy cái đèn biển thì mình chưa có lấy về ấy. Hôm bữa mình đi khám phá đại dương mà mình không kịp lấy về, bị bọn thủy quái dưới đánh quá trời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt thêm những cái slab ở đây nữa để cho phần mái của chúng ta nó nổi bật hơn nha. Ở bốn góc như thế này nè. Bước và ui da, và ở bên đây. Rồi, để cho cái ngôi đền nổi bật hơn thì chắc mình sẽ lấy thêm mấy cái đó là cái lồng đèn các bạn ơi. Đó, cái lồng đèn mình sẽ đặt ở mấy cái slab như thế này nè để cho nó sáng nha. Đây mình sẽ đổi ra những cái phôi sắt trước cái đã. Đây phôi sắt mình sẽ đổi ra hạt sắt như thế này và chế tạo những cái đèn lồng. Mình có 5 cái chắc không đủ rồi. Ờ không, đủ chứ. Ủa cái này chỉ cần 4 cái thôi. Rồi, vậy là ổn rồi. Vừa có ánh sáng luôn. Và một xíu nữa mình sẽ trèo lên trên để đặt nốt cái đá phát sáng nữa ở trên đây này. Và mình sẽ đập hết cái đuốc này ra thì nó sẽ đẹp hơn nha. Và ở đây nếu cho nổi bật thì mình sẽ đặt những cái cầu thang nè. Đó, đặt ở bốn góc như thế này. Búp. Búp và cuối cùng là ở bên đây. Đó, thế là xong rồi. Một xíu mình sẽ thay cái này bằng cái cục đá phát sáng nha các bạn. Còn bây giờ trong sẽ trèo xuống dưới nha. Đập ra, đập ra. Đó, rồi đi xuống. Bước giờ mình sẽ vào trong ngủ một cái luôn nha. Bây giờ mình sẽ lấy quả trứng rồng và đem qua cái ngôi đền và đặt xuống nha các bạn. Ngoài ra mình sẽ chế tạo thêm một cái khối ngọc lục bảo nữa để đặt quả trứng rồng ở phía trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ quăng bển và đặt xuống thôi. Ngoài ra mình cũng đã trang trí ở xung quanh một xíu bằng những cái lava các bạn ơi, để nhìn cho ngôi đền chúng ta đẹp hơn ấy. Và trên những cái khối cỏ này thì chúng ta sẽ trồng cây này, có thể trồng mía hoặc là trồng tre gì cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ đặt một cái khối đá phát sáng trước ở đây, rồi sau đó đặt cây ngọc lục bảo lên và quả trứng rồng. Búp. Như vậy ngôi đền của chúng ta sẽ có quả trứng rồng ở giữa và phía trên thì mình cũng cần phải đặt một cái cục đá phát sáng nữa, mình sẽ đặt ở đây. Như vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí ở xung quanh ngôi đền một xíu nữa thôi bằng cách đặt những cái xô lava mình múc ở dưới địa ngục nè, đặt vô đây và đặt vô bên đây.
bước cũng như là ở bên đây là xong rồi. Và cái cầu thang chắc mình sẽ đặt thêm những cái tường đá đi nhờ, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Rồi bây giờ mình để mình coi coi có tường đá không. Đây đây, mình có một ít tường đá nè. Mình sẽ đặt ở hai bên như thế này. Búp búp búp. Đó, và ở bên đây nữa. Rồi, vậy là ổn rồi nha. Có vẻ mình không đủ mấy cái tường đá rồi. Vậy là mình cần phải chế tạo thêm đó các bạn. Búp búp búp. Rồi, giờ mình chế tạo thêm để ốp nốt bên đây nữa là xong rồi đấy. Mình sẽ lấy lá cuội ra nè. Rồi đặt cái bàn chế tạo xuống và craft thêm một ít cái tường đá như thế này. Rồi sau đó mình sẽ ốp vào đây. Trên này mình có nên ốp thêm cái slab để cho nó đẹp hơn không ta? Để mình coi coi. Mình coi coi như vậy có ổn chưa. Nếu chưa ổn thì mình sẽ ốp thêm slab ở phía trên để cho nó đẹp hơn ấy. Rồi giờ lấy mấy cái dàn giáo xuống nè. Lấy lại cái sugar box luôn. Rồi giờ đi ra và quên nữa, mình còn phải trồng tre vô nữa các bạn ơi. Đó, để sau này tre nó mọc lớn lên thì những cái ngôi đền của chúng ta sẽ kiểu như là có thêm màu xanh nữa thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Rồi búp. Và ở bên đây nữa. Mía mình dự định trồng mía, nhưng mà nếu trồng mía thì ở chính giữa thì trồng không được các bạn ơi. Hiện tại thì mình chỉ mới trồng được có hai góc thôi, còn hai góc này mình sẽ làm trong thời gian giữa hai tập nha. Mình sẽ ốp lại dưới đây. Vậy các bạn yên tâm, ở phía dưới thì mình đã thắp sáng rồi, thành ra ở phía dưới ngôi đền sẽ không sợ spawn quái đâu nha. Rồi giờ đi ra xa một xíu nào. Nhìn ổn chứ. Ui còn thiếu nè. Mình làm thiếu hết bên rồi. Rồi ok, mình sẽ làm nốt bên đây luôn nha. Rồi vậy mình thấy chưa ổn vô lắm nha. Mình có nên đặt những cái slab lên không ta? Mình dự định sẽ đặt thêm slab ấy. Đâu rồi, mình sẽ đặt những cái slab thạch anh đi. Đây mình có 20 cái luôn nè. Mình sẽ làm thử một bên thôi. Ở đây coi coi có ổn không nha. Búp búp. Rồi đi ra coi coi. Wow, đặt slab thạch anh thì nhìn cái đường đi nó đã nổi bật hơn rất là nhiều kìa các bạn ơi. Ồ, chắc mình sẽ sử dụng slab thạch anh quá à. Đặt ở đây. Ok, vậy mình sẽ quyết định sử dụng những slab thạch anh nha. Còn trong thời gian sẽ tập mình sẽ cố gắng đào thêm thì mới làm được. Hiện tại thì mình hết trơn mấy cái thạch anh rồi. Rồi đặt ở đây nè. Và cái cầu thang ở chính giữa thì chắc mình sẽ đổi một xíu nha. Mình sẽ thêm vào đây là những cái cầu thang đá cuội á các bạn. Cầu thang đá cuội đây đây, mình có cầu thang đá cuội trong người rồi. Mình sẽ đặt cái này ra một xíu nha. Rồi mình sẽ đặt cầu thang đá cuội lên để làm cho con đường đi lên ấy nó nổi bật hơn ấy. Rồi đặt vô đây. Wow, ổn rồi ổn rồi. Như vậy mình sẽ dùng cách này để trang trí cái cầu thang đi lên nha. Như vậy thì cầu thang sẽ rất là nổi luôn. Tên tên vậy là ổn rồi nha. Ok, như vậy mình đã xong cái ngôi đền rồi. Một xíu mình sẽ trang trí tổng quát lại rồi mình sẽ review cho các bạn xem luôn nha. Ok, hẹn lại các bạn khi mình trang trí xong khu này nha. Như vậy thì mình đã trang trí thành công cái ngôi đền của rồng rồi. Và các bạn lưu ý ở đây thì mình sẽ đặt block qua tới ô chính giữa này luôn nè. Nếu không thôi thì khi tre lớn lên nó sẽ bị cháy các bạn ơi. Hồi nãy mình bị cháy hết mấy lần ấy, thành ra mình phải đặt thêm block nữa thì nó mới không bị cháy. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào bên trong ngôi đền. Thì chúng ta sẽ thấy một quả trứng rồng ở đây, cũng như là được đặt trên một cái block emerald và có đá phá sáng ở phía dưới. Ngôi đền thì khá là nhỏ thôi, nhưng mà sắp tới nếu được thì mình sẽ mở rộng quy mô của ngôi đền ra. Rồi ok, giờ mình sẽ vào trong ấy và chế tạo thuốc để chúng ta có thể chiến đấu với bọn cướp dân làng nha. Tại vì đợt trước thì mình bị bọn chúng đánh rất là nhiều luôn, và bọn chúng rất là mạnh nha các bạn. Kè kè, bọn chúng còn leo lên nhà của mình để kiểu như là phá nhà mình kìa. Đấy, các bạn thấy không, bọn chúng nguy hiểm chưa. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong để chế tạo thêm thuốc thôi. Hôm bữa đánh rồng thì mình còn dư khá là nhiều thuốc, thành ra bây giờ mình sẽ tận dụng lại những loại thuốc đó nha. Mình chủ yếu thì cần thuốc sức mạnh này, thuốc tốc độ, cũng như là những loại thuốc hồi máu thôi. Và mình cũng đang nấu thức ăn để chúng ta có thể hồi phục nữa. Rồi giờ mình sẽ lấy thuốc nha. Thuốc hiện tại mình có thuốc hồi máu tức thì nè. Đó, mình sẽ lấy ra khoảng 3 lọ đi. Và hồi máu tức thì mình sẽ biến nó thành có thể ném được đấy các bạn ơi. Mình bỏ mấy cái thuốc súng đây đây đây, bột thuốc súng đây. Mình sẽ cho vô đây một cái nè. Mình lỡ đổi thành hồi máu tức thì 2 thì không thể thành thuốc ném rồi. Giờ sao làm ta? Mình lỡ đổi nó thành thuốc hồi máu tức thì 2 rồi. Hồi máu tức thì 1 thì mới ném được các bạn ơi. Kệ không sao đâu, mình lấy thuốc này mình uống cũng được. Nhưng mà uống thì nó hơi mất thời gian ấy. Rồi cắt mấy bột thuốc xuống vô lại đi. Rồi tiếp theo là mình sẽ cần những loại thuốc thuốc tốc độ, như mình hết rồi thì phải. Mình hết thuốc tốc độ rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ chế tạo thuốc tốc độ nha. Đầu tiên mình sẽ ra ngoài mình lấy mía nè. Lấy một cục mía để chúng ta chế tạo ra đường thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho búa đường ngọt vào đây. Cho vô đây và đợi thôi. Đó. Nhìn mới nhớ mình hết chất đốt luôn rồi kìa. Giờ mình thiếu đủ thứ hết ta. Cho chất đốt vô luôn. Cho chất đốt vào để cho nó chạy nha. Rồi tiếp theo mình cần thuốc sức mạnh, không biết mình còn không nhờ. Để mình coi. Hình như thuốc sức mạnh mình hết trơn rồi. Vậy mình cần phải làm thêm thuốc sức mạnh nữa.
Không biết cái này có đủ để nấu thêm một lần không ta. Mình sợ đang nấu giữa chừng mà nó hết là toi luôn á. À, bỏ ba cái này vô. Đó. Rồi cho mấy cái lọ nước vào. Bước 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 và bỏ bốn đường ngọc vào. Hy vọng là đủ, hy vọng là đủ. Nó còn một chút xíu ở đây nè. À, cái này thì mình sẽ cho mía đường vào nè. Ngoài ra mình cũng cần phải có redstone nữa để tăng cái thời gian của lọ thuốc tốc độ ấy. À, hay là làm thuốc tốc độ 2 ta? Ừ, mình nghĩ tăng thời gian sẽ tốt hơn các bạn ơi. Thuốc tốc độ 2 thì mình sẽ chạy nhanh hơn có một xíu à, nhưng mà mình lại mau hết nữa. Đấy, giờ mình sẽ cho hết cái này vào. Rồi nó đã thành à. Ui. Vậy là mình còn phải lấy thêm mấy cái que quỷ lửa rồi. Để mình qua cái kho mình kiểm tra cái rương nether của mình còn không, cái que quỷ lửa không nha, để chúng ta làm thuốc sức mạnh nữa. À, đây đây. May quá, còn các bạn ơi. Mình sẽ lấy một cái này ra để đập ra các bạn ơi, là chúng ta sẽ lấy lại được những cái bột phát sáng ngay. Rồi rồi đem qua chế thuốc thôi. Rồi qua chế thuốc nào. Ngoài thuốc chạy nhanh, thuốc sức mạnh, mình nghĩ là còn thuốc gì nữa không nhờ. Ô, cái này cho bột redstone vào nhá. Này mình sẽ cho cái bột bụi lửa nè. Bột bụi lửa vào bước nó. Còn cái này để làm chất đốt cũng được. Ba lọ thuốc này mình sẽ cho thành sức mạnh 2 đi nha. Sức mạnh 2 cũng được ấy, để khi nào mình đánh thì mình mới dùng thuốc sức mạnh thôi ấy. Rồi ok, mình sẽ cho cái lọ thuốc sức mạnh là thành sức mạnh 2 nha. Và các bạn cũng có hướng dẫn mình làm cách chế tạo cái mũi tên ấy, để một xíu mình chế tạo luôn. Rồi giờ mình sẽ cho cái bột đá phát sáng vào trước cái đã. Cho bột đá phát sáng vô. Rồi đợi cho nó thành sức mạnh 2 thôi. Mình sẽ sử dụng những cái hơi thở của rồng nè. Rồi không biết làm sao để chế tạo thành cái thuốc ấy nữa. Để mình coi coi có công thức không. Có công thức không ta? Hay là phải cho cái hơi thở thuốc rồng ở đây nhờ. Mình cũng không biết cách để chế tạo thuốc thành thuốc kéo dài các bạn ơi. Mấy các bạn bảo là chế tạo thuốc kéo dài thì mới được ấy. Để mình thử coi, cái này là thuốc hồi máu nè. Cái này là thuốc tốc độ hả? Mình chỉ muốn chế tạo mũi tên sức mạnh thôi. Đây đây thuốc sức mạnh nè, 8 phút luôn. Rồi mình thử cho vô đây coi. Sức mạnh 8 phút nè. Hơi thở của rồng. Không được, không được các bạn ơi. Hay là phải chế tạo gì ta? Để mình thử grab coi. Không được luôn. Bạn nào biết cách chế tạo thuốc kéo dài thì đừng quên comment ở dưới chỉ mình nha. Mình muốn chế tạo mình mà mình không biết cách làm các bạn ơi. Rồi tạm thời mình cũng có khá là đủ thuốc rồi. Giờ lấy thuốc ra và bắt đầu chiến đấu với bọn chúng thôi. Mình sẽ cắt một redstone vô nè. Cắt tre vô. Tầm này đồ là ổn rồi đấy. Khiên, mình còn phải cái khiên nữa. Không thôi là cái con trâu nó hút mình ha, banh sát luôn á. Mệt lắm luôn. Đây đây đây, mình có ít gỗ nè. Rồi đổi ra cái ván gỗ và grab một cái khiên thôi. Như thế này và búp. Có khiên rồi. Giờ thì hết sợ bọn chúng nha. Rồi giờ thì mình sẽ cầm cái khiên lên tay nè. Đó, táo vàng thì chắc không cần đâu. À không, cần chứ. Phải có táo vàng, nhiều khi nó lại cần thiết đó các bạn ơi. Rồi giờ ra ngoài và kích hoạt cái hiệu ứng này thôi. Muốn kích hoạt hiệu ứng này thì chúng ta phải lên gần dân làng một xíu ấy. Và dân làng thì mình không sợ đâu, tại vì mấy anh ở trên cao rồi, không sợ mấy anh bị tấn công đâu các bạn ơi. Đây giờ mình sẽ quên, xử bọn gần nhà mình trước. Nãy giờ dám trèo lên nhà mình rồi đứng ở trên mái quậy nhà mình nữa chứ. Thế mới giận không. Rồi giờ mình sẽ xử lý cái tên này. Đó đó đó, đó cái tên cầm rìu nè. Đứng trên nhà mình nè, cháy cháy cháy. Giờ đâu có lợi gần mình được, mình cầm cung mà. Cầm cung xịn nè, ngõm củ tỏi luôn. Rồi mình sẽ trèo lên một cái để lấy lại mấy cái viên emerald đã. Ở đây còn một tên nè, hai tên nè. Ui, ở đây còn tên nữa. Gan cả gan. Ui da, nó thấy không, áp sát lại hả. Giờ mình bắn một cái là ngõm liền. Đâu có chống lại với mình được. Nè đầu đầu mình nghe tên một tên vương cung. Vương cung hả? Yeah, cây cung của mình vẫn mạnh hơn cây nỏ của nó các bạn ơi. Bắn lộn không? Ui, bắn cái ngõm của tỏi tên kia luôn rồi kìa. Wow, đúng là cung xịn các bạn ơi. Rồi, bắn một cái tên kia ngõm của tỏi luôn. Rồi, giờ mình sẽ lượm lại mấy cái kinh nghiệm nè. Rồi, ăn vô một cái. Có nên ngủ không ta? Ok, chắc mình sẽ vào trong ngủ một cái đi. Chứ chiến đấu ban đêm thì mình sợ mình chiến đấu không lại bọn chúng đâu. Nhiều khi ban đêm bọn chúng lại mạnh hơn hay sao á. Rồi, giờ ngủ một cái. Với lại ban đêm thì zombie sẽ tiếp sức bọn chúng nữa. Thành ra thôi, tốt nhất là chiến đấu ban ngày thôi các bạn ơi. Rồi, ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ đi khiêu khích bọn chúng nha. Rồi, đi xuống nhà nè. Nghe bản nhạc cái. Đó. Rồi, đi thôi, đi thôi. Bọn này, chiến này sẽ chết với mình nè. Mình đã đầy đủ rồi. Mình sẽ lại gần anh dân làng một xíu nha. Đây 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 đây, là dân làng một xíu nè. Trời cũng tờ mờ sáng thôi mà mình đã sẵn sàng chiến đấu rồi. Đâu, kích hoạt hiệu ứng đi.
Nó kích hoạt hiệu ứng cuộc xâm lược rồi kìa. Mình sẽ đứng gần dưới này nè để chiến đấu cho mấy anh dân làng biết là mình không còn nớp nữa các bạn ơi. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho nó đầy cái thanh cuộc xâm lược cái đã. Để coi bọn chúng sẽ bắt đầu đi từ hướng nào nha. Mình cũng có thể đứng ở trên đây để đánh bọn chúng nè. Wow, tận dụng cái chỗ farm dân làng để làm cái chỗ để chúng ta phòng thủ luôn thì rất là hay luôn các bạn ơi. Rồi được được được. Rồi giờ bọn chúng đến thì mình chỉ cần nó nè, mình chỉ cần đứng ở trên và bắn xuống thôi. Đó. Thích chưa? Thích chưa? Wow. Vậy là dễ hơn rồi. Đúng là bây giờ có đồ xịn thì nó chiến đấu dễ dàng hơn rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đấy. Wow, bắn sướng chứ kìa. Còn tên kia sợ quá chạy rồi kìa các bạn ơi. Cầm đầu mà dám chạy á, chạy đi đâu? Còn mấy tên ở dưới thôi. Mấy anh dân làng ở trên này thì hơi sợ hay sao á, chạy tán loạn hết trơn rồi kìa. Có mình ở đây mà sợ cái gì không biết nữa. Mình ở đây bảo vệ rồi mà. Sợ cái gì hả? Chiến đấu cận chiến luôn nè. Rồi tên cuối cùng là phải cho ăn mũi tên liền. Rồi giờ lượm kinh nghiệm là thôi. Nãy giờ cũng 3-4 đợt rồi ấy, không biết khi nào mới hết ta. Dập leo lên lên trên thôi. Đó. Mình sẽ uống một lọ thuốc sức mạnh đi. Uống thuốc sức mạnh vô. Rồi có sức mạnh rồi nha. Uống thuốc tốc độ luôn nè. Nhầm. Rồi bắn lẹ. Ui tên đó chạy nhanh thế. Ui tên này chạy nhanh quá à. Ui bắn lẹ các bạn ơi, bắn lẹ rồi. Ổn rồi, mình đã tiêu diệt được cái tên cầm đầu rồi. Nó cái tên pháp sư các bạn ơi. Ui đánh đâu thế? Ui lúc nào cũng vậy, bị tên vét đánh là rất là đau nha các bạn ơi. Lúc nào cũng vậy luôn. Ui. Rồi đợi cho cái tên đó chết thôi, tại vì nếu mất chủ thì bọn đó sẽ không có sống được các bạn ơi. Nên mình chỉ cần đợi cho hết thời gian là bọn chúng sẽ tự ngõm thôi. Đánh người nè. Rồi tên cuối cùng. Ui. Rồi. Còn con vét hả? Con vét đâu? Vét. Ui còn nữa nè. Wow, ở đây nhiều vét gì ta. Và khi mình uống thuốc sức mạnh này thì mình chỉ cần đập một hit thôi là ngẫm cái con vét đó luôn à. Rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đúng là thuốc sức mạnh 2 có khác mà. Rồi, giờ để coi đợt này có phải là đợt cuối cùng không nha. Để mình xem nào. Ui, đây còn một con vét nè. Vét hả? Vét, một hit lại ngõm nha. Rồi, lên. Ui, lần này hai tên pháp sư luôn mới ghê chứ. Hai tên pháp sư là nó chịu hỏi tới tận 6 con vét lần á. Ui da. Ui, nó đánh đau quá trời rồi kìa. Dọn cái nè, uống thuốc không ăn táo vàng luôn. Đó. Rồi sẽ bắn tên này nè, cũng như là tiêu diệt cái tên bắp sư ở trên cái đã. Nếu không tiêu diệt tên bắp sư là mình rất là khó khăn để như là đánh bọn chúng luôn ấy. Rồi giờ đứng ở xa mà bắn thôi. Rồi lần này thấy bọn chúng không có áp sát được mình luôn á. Con trâu này đâu có thể lại gần mình được. Ui hình như nó kháng mũi tên luôn hay sao á. Mình sẽ đánh tay đôi nó luôn nè. Wow đánh tay đôi. Ui có vẻ đánh tay đôi không ổn. Không ổn thì lấy cung bắn. Mình có cung mà. Khi mà các bạn đánh tay đôi không lại thì cứ dùng cung cho mình. Bọn chúng sẽ không bao giờ phải kháng lại được đâu. Rồi từ sáng sẽ dùng rất là nhiều mũi tên mình bắn nè. Tên này hình như bắn tầm 5-6 mũi mới ngõm các bạn ơi. Dương mát tầm ấy. Rồi đứng ở xa bắn thôi. Tiêu diệt những tên buồn thủy để tránh chúng hồi máu cho đồng minh nha. Đánh người nữa. Vào tên này rồi áp sát lại đi. Dạ hết mấy tên nguy hiểm rồi các bạn ơi. Mấy tên tiểu tốt này là mình chỉ cần vài mũi tên là tiêu diệt được rồi. Người nữa nè và tên cuối cùng hả? Ui còn hai tên nữa hả? Ui còn hai tên nữa đâu ta? Mình đánh tới chiều luôn. Ui đây. Đánh ui chết đi. Đi chết đi. Rồi một tên cuối cùng thôi các bạn ơi. Để mình tìm nốt cái tên cuối cùng luôn nha. Ui hình như tên cuối cùng là cái con bé này sao nè. Wow. Đặt người nè. Một hit nữa. Tại vì chưa có thuốc sức mạnh, thành ra đập 2 hit mới ngõm các bạn ơi. Đó. Rồi ổn chưa. Ui còn một còn một tên đâu ta. Trời tốt thú ghê kìa. Ui còn một tên nữa đâu nhờ. Mình không thấy tên cuối cùng các bạn ơi. Tạm thời ngủ một cái đã. Mượn cái giường của mấy anh nhân làng ngủ luôn. Rồi chờ sáng mình sẽ tìm cái tên cuối cùng nha. Cái tên cuối cùng nó đâu mà kỹ thế nha. Ngắm kỹ nè. Ui hộp rồi. Người hả? Tên cuối cùng. Yay. Vô tay. Vô tay. Ui cái gì đây? Vô tay coi. Mấy anh dân làng bắn pháo bông kìa. Hồi nãy mấy anh dân làng mới bắn pháo hoa đó các bạn ơi.
Ô hay 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 nha. Ô vậy là như vậy mình đã chiến thắng cái trận đánh này rồi mà không mất mạng nào luôn. Wow, đúng là sau khi tiêu diệt rồng thì nớp đã bớt nớp hơn rồi. Yeah, ok bây giờ mình sẽ vào trong để cắt đồ nó. Mà anh bắn pháo hoa kìa. Ồ, kiểu như mấy anh chúc mừng mình á các bạn ơi. Rồi, ổn 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 nha. Giờ mình sẽ đi xuống rồi cắt đồ rồi chúng ta làm công việc tiếp theo nha các bạn. Trong thời gian vừa qua thì mình đã đi khám phá đại dương rất là nhiều rồi. Cho nên trong ngày hôm nay mình sẽ đổi gió một xíu. Mình sẽ trở lại cái khu rừng nhiệt đới này để chúng ta cùng nhau khám phá một cái công trình ở trong rừng. Đó chính là cái ngôi đền trong rừng nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem tọa độ của cái ngôi đền đó là ở -2000 cũng như là tọa độ Z là 1717 nha. Rồi bây giờ mình sẽ xác định hướng cái đã. Để cho X -2000 vậy là mình cần phải đi về hướng bên đây nè. Còn... Z là giảm phải không? Ok, vậy mình sẽ đi xé hướng bên đây nha các bạn. Ok, mình sẽ bắt đầu lên đường thôi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới trước đã. Ok, giờ mình sẽ ba cô luôn nha. Mà mình không đem theo xô nước rồi. Nhảy xuống luôn đi tại vì... Ui, mèo kìa. Bé mèo bữa mình gặp kìa các bạn ơi. À, nhưng mà theo như mình biết thì phiên bản mới này mèo đã thay đổi rồi. Đây là mèo rừng. Mình không thể nào thuần phục được ấy. Mình chỉ kiểu như là nhân giống được thôi. Cũng khá là tiếc nha. Nhưng mà không sao đâu, dù sao mình cũng gặp được bé mèo rồi. Giờ mình sẽ nhảy xuống nào. Ui da, đó các bạn thấy không, đôi giày của mình thần kỳ chưa, nó chỉ mất có một máu ở độ cao như thế thôi đó, thành ra bây giờ mình cũng không sợ té ngõm nữa. Rồi giờ mình sẽ đi xéo về hướng bên đây một xíu nha, trên đường đi để coi coi mình còn gặp được cái gì không, biết đâu mình lại tìm được một cái spawner ở trong rừng thì sao. Tại vì mình thấy ở trong rừng thì dễ tìm được mấy spawner ở trong mấy cái hang hơn ấy. Mình cần thì chắc là spawner của con skeleton thôi. Tại vì hiện tại mình vẫn chưa gặp được cái spawner của con skeleton nào hết ấy. Để mình có thể làm được cái chỗ farm xương và sử dụng những cái bộ xương thoải mái hơn, hoặc là chế tạo những block xương để chúng ta còn xây dựng nữa. Mình quên đem theo mấy cái hạt giống rồi. Một hồi không biết làm sao để thuần phục được mấy bé vẹt nữa. Một cái hồ và trên kia như là cái coi cảnh vật ở đây kiểu như hoang sơ, nhìn đẹp đi chưa. Đây còn có cái dòng suối nữa nè. Wow, chỗ đây đẹp thế nha. Wow, vậy mà mình không tìm sớm ta. Tại vì hôm bữa mình chưa phá tới đây các bạn ơi. Rồi, để táp ra coi. Mình đi gần tới tọa độ ít rồi nè, nhưng mà Z mình nó bị tăng rồi. Mình phải đi ngược về đây một xíu nữa. Nãy giờ mình đi hơi lệch hướng một xíu. Chắc bây giờ mình sẽ để F3 như vậy luôn để chúng ta không bị lệch hướng. Rồi, qua đây coi. Nó gần biển luôn à. À nè. Tới rồi nè. Yay. Và con skeleton. À, chơi mà bắn lén nha. Bắn lén lọc nè. Đừng cháy rừng, đừng cháy rừng. Quên, mũi tên hình như không có bắn cháy rừng được các bạn ơi. Hết hồn, mình cứ sợ mũi tên bắn cháy rừng cơ mà. Rồi. Và cái ngôi đền này thì gần biển hay sao nè. Và đây là có cái hồ. Chắc có dịp mình qua đây mình khám phá cái hồ này luôn quá à. Hoặc là khám phá vùng biển gần đây nè. Giờ đầu tiên thì mình sẽ đi vào ngôi đền đã. Và trong ngôi đền này là có 7 nha các bạn ơi. Thành ra các bạn phải cẩn thận khi mà khám phá ngôi đền này nha. Trang bị cũng phải xịn xịn một xíu. Nếu không thôi vô đây sập 7 là xác định ở trong đây luôn á. Khỏi đi ra luôn. Nguy hiểm lắm ấy. Ui, nó. Thấy chưa. Tự nhiên ở đâu kích hoạt cái mũi tên gì ta. Đó. Đâu đây có cái mũi tên đi. Ở đâu bắn hay ta. Bây giờ mình sẽ tìm cái đường vào đó đã. Ủa cái cổng vào đâu nhờ. Ở đây có phải đường vào không. Để mình đặt ra thử coi. Mình kiếm cái đường vào. Rồi trả lại. Rồi mình sẽ thắp đuốc lên nè. Đi tới đâu phải cắm đuốc các bạn ơi. Để không thôi quái nó spawn ra đó. Ủa cái này tự động bắn à. Ghê thế. Cái này nó tự động bắn các bạn ơi. Nãy giờ nó bắn liên tục rồi kìa. Ui. Thì ra đây có con Reaper. Ui làm sợ muốn chết nè. Con Reaper nó kích quạt các bạn ơi, chứ không phải gì hết á. Cầm bước lên. Ồ, ở đây có giải đố nè, một xíu mình sẽ xảy đố. Ui, bọn này là mình sợ thế. Ở đây có hai con quái luôn, mình phải đập cái này nha. Ở trước kìa, đó, cái đó nó bắn nè, mình phải đứng xéo một góc như vậy nè. Đó, nó bắn hộp lát liền. Rồi, mình đem hết mấy cái này về luôn nha. Rồi, và bên đây còn một cái bẫy nữa nè, nó đường điện nó nè, thấy không? Nguy hiểm chưa? Rồi, mình sẽ đập hết mấy cái này đem về luôn. Lấy luôn cái này không ta? Ở đây có mũi tên lấy luôn. Đồ free mà ngại gì không lấy các bạn ơi. Rồi, ở đây hình như còn một cái móc như bẫy nè. Né ra tiền nó, né ra liền. Né ra liền, rồi. Để coi lấy redstone về nè.
lấy mũi tên về. Ồ, mà các bạn biết không, ở đây may mà cái mũi tên này không có nhuộm nhuộm độc ấy, phải mũi tên độc nữa thì rất là nguy hiểm luôn á. Giờ mình sẽ khám phá coi trong đây có cái gì nha. Ten ten. Ôi, tưởng đâu cái gì thì ra chỉ được có cái giáp ngựa vàng cũng như là hai phôi sắt và 4 cục thịt zombie thôi. Đồ không có tốt cho lắm các bạn ơi, nhưng mà không sao đâu, dù sao mình cũng có cái giáp mới cho bé ngựa rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu giải đố nha. Ồ, vậy thì nó không chạy rồi. Đó. Kiểm tra. Chưa, vậy là mình phải bật cái này lại nè. Đó. Ten ten. Gần mở rồi. Đóng cái này lại. Vậy nó đã giải mã được rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì nó cũng đã giải mã được cái câu đố này rồi. Giờ nó sẽ đi xuống dưới và đây chính là phần thưởng cho người giải được đố nè. Và mình có thêm được hình như là 2 cái piston dính các bạn ơi. Đúng rồi. Wow, 3 cái piston dính luôn. Rồi để coi nha. Ten ten. Yay, được 3 kim cương. Không ngờ lại tìm được 3 kim cương các bạn ơi. Oh my god. Ổn rồi, giờ thì đi lên nha. Dù sao cái rừng trước không có kim cương, nhưng mà rừng này có kim cương là vui rồi. Rồi giờ mình sẽ đi ra ngoài nha. Và mình sẽ chắc qua đêm tại ngôi đền này một hôm đi. Chứ giờ tối thui à, đi ra ngoài thế nào cũng bị bọn zombie đánh cho to đầu cho coi. Giờ mình sẽ ngắm cái hoàng hôn một xíu rồi chúng ta đi ngủ luôn. Wow, ngắm hoàng hôn gần biển tuyệt lắm các bạn ơi. Mặt trời xuống rồi kìa, xuống tầm đó là mình ngủ được đó. Ngủ. Yeah. Wow, hôm nay ngủ ngay ngôi đền luôn. Rồi, đợi sáng rồi chúng ta đi ven biển một xíu, ngắm cái vùng biển này coi nó có đẹp không nha. Để mình còn sắp xếp rồi qua đây rồi xây một cái khu nghỉ dưỡng ở đây nữa. Rồi, để mình nhảy xuống đây nè. Rồi, đặt lại. Rồi. Nhưng mà mình không có đem theo cái thuyền nha. Mình mà biết cái này gần biển ấy là mình đem theo cái thuyền liền. Ồ, thấy không. Nhưng mà mình ngủ sớm mà ở đây còn có quái xuất hiện chặn đường mình nè, thấy không? Nguy hiểm chưa? Mình mà về ban đêm là không ổn luôn á. Đánh con nhện này luôn. Ở rừng nguy hiểm quá các bạn ơi, đúng là ở rừng nguy hiểm thật ấy. Ngày mà mình ở đồng bằng. Cảnh vật ở đây đẹp quá à. Có các bạn mà có thích cái chỗ này ấy, thì đừng quên comment phía dưới nha. Để sắp tới mình sẽ sắp xếp qua đây và xây một cái khu nghỉ dưỡng gần biển luôn. Wow, hấp dẫn chưa. Rồi qua đây. Ồ, ở đây là một cái hồ. Ui xời ơi, toàn là mấy hồ đẹp không à. Ba cái hồ kiểu như nó nói với nhau đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi qua đây một xíu nè. Ồ, như có cái thuyền luôn kìa. Ông ta có đó phải cái thuyền đắm không? Ủa đó cũng đất thôi mà. Đất các bạn ơi, không phải cái thuyền. Ủa mình cứ nhìn từ xa mình cứ tưởng cái thuyền mà. Rồi bây giờ mình sẽ đập cái cây này ra nè, xin một ít cái gỗ coi để chúng ta chế tạo cái thuyền rồi đi khám phá biển tiếp nha. Búp, nó có cái thuyền rồi. Giờ thì chèo thuyền ra biển một xíu thôi. Đi thôi. Búp, rồi chèo lên. Ô thích vậy ta. Ô mình hơi bị thích chỗ này rồi nha. Mình bị thích rồi đó. Rồi, giờ đợi cho nó lót một xíu. Và chúng ta sẽ tìm coi trong cái thuyền này có bao nhiêu cái rương nha. Rồi đi xuống nè. Rồi đi xuống. Ui, mình không có thuốc. Lẹ. Ui, lẹ. Ui, có tre. Ui, mấy thứ này mình không cần, mình lấy than thôi. Rồi đi lên lấy một xí đã. Tại vì mình quên lấy cái mũ hô hấp của mình rồi. Có cái mũ đó thì mình mới lặn đâu được. Chứ cái mũ bình thường này mình lặn là một xíu là bị ngạt thở luôn á. Rồi, đi xuống đây nè. Và có lẽ cái thuyền này chỉ có 2 cái rương thôi. Wow, bản đồ kho báu nè, lấy kho báu luôn nha. Ok, chắc hôm nay mình sẽ lấy thêm một cái kho báu nữa để tìm thêm kim cương thôi. Để coi phía trên còn rương không. Có vẻ trên cũng không còn rương rồi. Ok, tạm thời như vậy cũng ổn rồi. Giờ mình sẽ xem coi các bản đồ kho báu này có gần không cái đã. Theo cái hướng này thì mình cần phải đi về hướng hướng bắc một xíu các bạn ơi. Đi bắc rồi, rẽ phải một xíu nào. Giờ mình sẽ xác định coi hướng bắc đâu ta. Ok, hướng bắc là hướng mình bên đây nè. Ok, giờ đi thẳng về hướng bên đây một xíu nha. Tới chưa. Phải vượt qua cái chỗ đất này nữa mới tới các bạn ơi. Cái này là cũng chung hướng về nhà mình nè, về cái cổng ấy. Wow, hấp dẫn. Rồi, ổn rồi. Giờ sẽ đi tới một xíu nữa, vậy là nó nằm ở tầm đó. Rồi, đi tiếp. Nhưng mà nó nằm giữa biển thì mình không thích cho lắm nha. Ấy chứ nó nằm gần bờ thôi cho mình đào nhanh ấy. Lần nào giữa biển thì mình đào cả buổi trời mới tìm được không à. Rồi, tiếp tục. Mở ra nè. Rồi, để coi. Tới luôn rồi kìa. Rồi, sâu vậy ta. Không biết mình có đào kịp không nữa. Tại vì mình không có đem theo mũ hô hấp. Rồi, tới đây nè.
một xíu nữa, nhích xíu nữa. Rồi, đây ngay kho báu nè, giờ mình sẽ lội xuống nha. Hít một hơi thật sâu rồi đợi. Ui, lần này một cái là ra luôn. Rồi, để coi coi. Yay. Được thêm một kim cương nữa là mình được 4 kim cương nè. Được tới 12 emerald. Được thêm ít xác cũng như là vàng và một trái tim biển cả nữa. Mấy cái thức ăn thì mình không cần lấy đâu. Rồi về, ổn rồi. Yay. Vừa tìm được cái ngôi đền trong rừng mà còn bonus thêm được một cái kho báu nữa thì tuyệt vời. Còn gì bằng đúng không các bạn? Rồi chắc bây giờ mình sẽ tìm đường về nhà nha. Nãy giờ đi thám hiểm đúng một ngày luôn rồi. Về cho kịp nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp các bạn ở nhà nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được ngôi đền thờ rồng, đánh bại bọn cướp dân làng cũng như là đi tìm ngôi đền trong rừng. Ngoài ra mình còn được bonus thêm một ít viên kim cương từ kho báu cũng như là trong ngôi đền nè, một ít emerald, một trái tim biển cả và được thêm 3 cái piston dính luôn. Cái này thì rất là hiếm luôn nha các bạn. Rồi ok, và ở tập sau nếu các bạn muốn mình khám phá hay xây dựng những cái gì thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.